Xem Trung đã lên trên đây trước rồi. Anh em bốc xong xi với cả đổ xong cát rồi. Xin chào chào đại gia Trung nhá. Sớm đấy, sáng nay mấy giờ lên? Sáng nay mấy giờ lên đây? Hôm qua mưa nhưng mà sáng nay nó lại hơi khô khô. Sáng em ra giải chấu ở ngoài kia. Vâng, sáng nay vợ em ra giải chấu. Ghi vào nhá, bao nhiêu xi cát ghi vào. Mấy hôm nữa anh lăn sơn xong là lên tổng kết luôn. Em về luôn đây. Ok. Đấy, xin chào quý cô bác anh chị cùng tất cả các bạn nhá, đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay thì mình đã tiếp tục lên nhà trưởng thôn. Đây là nhà em Phành chở vật liệu vào xi cát vào làm nốt cái hạng mục của sân. Với lại là hôm nay là lên báo cho em Cù với cả phó thôn Giàng một tin rất là vui. Là đã được cô Tâm hỗ trợ mỗi nhà 5 triệu để mà giúp láng cái nền nhà bê tông ấy. Chưa quá đến giúp à Phành? Chưa, em đang gọi anh em chắc bây giờ nó đang tụt tắt. Hai vợ chồng đi đâu này? Đi làm gì? Cắt cỏ trâu. Cắt cỏ trâu à? Cắt cỏ trâu này đi hai người thì tí trở về kiểu gì? Vừa đi vừa ngắm cảnh nữa. Vừa đi vừa ngắm cảnh ra. Chân là tí về ôn nhau ấy. Yêu đời thế nhỉ? Có một anh không? Đang làm gì? Gì đang làm gì? Làm bây giờ cứ đi cắt cỏ đi. Xong về thì giúp. Làm sân nhà đi à? Làm sân thôi mà. Bà đi bà ơi. Bà xuống xe đi. Bánh non à? Con thì chạy ra đây bơm này. Đấy. Trên này toàn xe toàn để non hơi nên đi đèo nặng này rất là khó. Xin chào phó thôn Giàng. Cán bộ vừa đi họp về à? Vâng. Hôm nay vẫn hộ Phành chứ? Vâng, hôm nay hộ này. Sáng nay cùng nhau đi. Hôm qua thì anh cũng điện cho Phành bảo là nếu mà sáng nay em có xuống hộ thì bảo là hôm nay anh lên là cũng báo cho nhà em một tin rất là vui. Là cô Tâm, cô ở bên Mỹ là cô gửi cho hỗ trợ gia đình là 5 triệu để mà láng cái nền bê tông. Vâng, vâng. Đấy. Nhá. Vâng, vâng. 5 triệu đủ không? 5 triệu thì chắc không đủ anh. Ừ. Đấy. Và tí nữa vào nhà Phành thì anh sẽ đưa tiền cho cả vâng. Em với cả cô. Vâng, vâng. Là mỗi nhà được 5 triệu. Mấy hôm nữa đợi Phành xong công trình thì là làm luôn. Vâng. Hôm nay cũng đang mưa. Đằng trước. Đấy, cởi áo ra, không khí đã bẩn bây giờ. Xe lên được nhà luôn không cô? Được mà. Chở được 2-3 chuyến rồi đây. Thùng đít à? Nó có ra được không? Giá đấy, sao có giá đấy. Lấy cái gì bịt vào? Anh lấy lá cây bịt vào tí là được. Chuyển xi vào trước không sợ mưa ấy. Cô cho 2 bao đi cô. Cô hôm trước còn đi 3 bao ấy. Nhóc bụng ba đằng sau này. Đi được 3 bao quá. Đi được mà. Đùa. Chắc phải 4 bao ấy nhỉ. Ừ, thoải mái cho 3 bao. 3 bao. 2 bao hai bên này nữa. Được.
Bên này đấy. Em này là anh em của nhà Trần đấy. Nhà Trần bên Lung Cáng ấy. Ờ, cháu. Cháu nhỉ? Cháu của anh rể. Ừ. À? Đấy cháu thôi. Bà bảo đi luôn. Lúc đấy anh Vân bảo là em là cậu, không phải đâu, cháu đâu. Anh kia là cậu. Ừ. Cậu. Trần là cậu. Trần là cậu, em là cháu. Vâng. Vậy đây nó tha này. Cháu. Đây con trai nhỉ? Đấy nó tha nhá. Thằng này béo trắng đấy nhỉ. Ba bao luôn. Ôi giời. Được đấy nhỉ. Đi cẩn thận nhá. Cho đứng à? Cho nào cũng được. Nhà, đừng thể hiện quá nha, nhìn thấy mặt có sẹo rồi đấy. Năm 2017 dí một đòn. Thế à? Ngã xe à? Cái chỗ nào? Say rượu. Cái chỗ thủy điện này. Đo đường. Say rượu thì không nên đi xe đâu. Đang xe mới nữa. Đi bốc quá đâu. Say rượu là không nên đi xe đấy, nguy hiểm lắm. Cho đứng. Anh say rượu anh toàn ngủ thôi mà, không bao giờ đi luôn. Đi nó không an toàn đấy. Cẩn thận nha. Ôi, ba báo luôn. Đi từ từ thôi. Được đấy nhỉ. Đi được ba bao. Xe em đấy là có một cái giá đằng sau nên là nó không bị nghiêng. Có cần đẩy không? Để anh một đẩy cho. Ở đây có anh Vân đẩy cho. Được. Cái này có lấy chân trống dứa xuống đâu. Đi vẫn là được luôn rồi. Cẩn thận nhá. Đi đâu Phành ơi? Đi đâu ơi? Phía này có nhà nào bán xăng không? Có mà. Ngay ở trong thôn này thôi đi. Ngay chú quán quại. À, chỗ đây bán xăng à? Nhà quán mình ấy. Ừ, nhưng mà gần đây có nhà bán xăng thì cũng tiện. Để được 3 bao đằng sau á? À? Bây giờ có dám đi 4 bao không? Không chịu được 4 bao đâu. 4 bao là 2 tạ cả người nữa là 2 tạ rưỡi. Ờ, gần 3 tạ rồi. Người chắc phải 6-70 cân rồi gì nữa. Người thì nó 57 cân. 57 đó á? Ừ. Thế sao khỏe thế nhỉ? Ôi giời. Người như thế thì như nó. Đây mới là xe máy nhỉ. À là bao xi ẩm. Chứ là đi làm công ty xe xăng. À, cái nào? Ông chị được cho thôi. Em này hay đi làm gì? Thợ xây bình thường thôi mà. À, vẫn thợ xây à? Xây kè đá. Thế được đấy. Xây cửa sổ. Cứ bình tĩnh thôi nha. Đây này, cái tay phanh nó bị gãy đôi rồi này. Nguy hiểm quá. Chợ xí, chợ cạn. Đang buộc nó lại ngã luôn ấy. Anh Vân ơi, sao em thấy cái đứa này sao nó không nói gì? Hỏi nó, đây vừa lấy kẹo cho nó mà nó không nói. Này tính của mình cũng không biết nói. À, nó không biết nói đâu à? Không biết nói. Thảo nào lên đây em gặp mấy lần rồi nha. Em đưa kẹo cho xong em bảo hỏi nó. Con của Sa. Nó cũng không trả lời. Con của em Sa. Con của em sao? Nào? Em trai của Sa. Con của em Sa. Mẹ hỏi Phanh á.
Phánh ơi, à? Anh hỏi này, cái đứa này là nó bị nó có nghe được không? Nó câm, nó không biết nói, nó có nghe được không? Nó nghe được mà, nó nghe được nhưng mà không biết nói đâu anh ạ. Nó vẫn nghe được, vẫn nghe được. Nhưng mà không nói được. Vẫn nặng tay, mình nói gầm gầm với lại nói to thôi. Nói to thôi. Mọi lần thì anh lúc đấy anh hỏi anh Vân anh mới biết. Mọi lần anh lên đây anh lấy kẹo cho nó, hỏi nó không thấy nó trả lời. Tưởng là nó ngại cơ. Không, nó không nói được với lại nặng tay. Thế là bị bẩm sinh từ nhỏ rồi. Từ nhỏ mà. Anh Vân bảo vẫn được cái nhà nước phụ cấp nuôi hàng tháng đấy. Ừ, được cái phụ cấp hàng tháng. Khổ thân. Đã biết bao nhiêu tuổi rồi? Này, năm nay 10 tuổi rồi. Đấy, nó tha cho thêm một cái kẹo nữa này. Vâng. Vâng. Trước lên cũng cho kẹo nhiều. Đấy, nó tha. Xin chào. Chào đi. Ừ, đấy, biết chào ấy. Giơ tay lên. Khoái khoái đi, sắp mưa rồi đấy. Sắp đến đây rồi này. Với trắng xóa bên kia bây giờ nó chạy dần sang bên này rồi. Khoái là cam ba đi được mình đi được. Có phải không? Còn là 2 4 6 8 10, 10 bao nữa. À 11 bao. Còn 3 bao một chuyến nữa là hết rồi. Thôi em đi sang bên nhà Phình đây. Chắc là tí mấy chị em mới đang hộ điều cát cho là chiều là chắc là đổ luôn. Em sang bên đấy trước nhá. Ngủ ở đây mấy hôm mà trời mưa cao rất nhanh. Có 2 hôm mà chưa lên đây thôi nhưng mà bây giờ đã cao bằng bằng ngực rồi. Vâng, cháu chào bác. Giặt quần áo à chị? Ôi rồi. Giặt quần áo theo kiểu công nghiệp à? Nhiều quần áo quá nhỉ, chắc là dồn à? Một tuần giặt mấy lần này? Một tuần giặt 2-3 lần không? Một tuần giặt 2-3 lần này cơ. Thế nhà nhiều quần áo quá. Có nhiều nhưng mà cô bẩn quá. Thế tí nữa các chị em mới đến giúp à? Vâng, bây giờ đang đến đấy. Đang ngồi đây uống nước. À mà anh bảo này, thì hôm nay anh lên là anh đưa tiền của các cô các bác là có gửi cho ba anh em ấy. Vâng. Là có cô Tâm là gửi cho em Giàng này với cả em Cổ là làm cái nền nhà đấy, nền nhà láng cái nền nhà là cô Tâm có gửi cho mỗi nhà là 5 triệu. Vâng. Đấy. Là bây giờ anh sẽ đưa luôn. Đây là cho em Cổ trước này. Đây. Đây là 6 triệu này. Là 5 triệu là của cô Tâm giúp em Cổ làm nhà. Đấy, còn chị Hạnh là gửi, chị Hạnh ở bên Mỹ là gửi cho em 1 triệu. Đấy là chị cho riêng em nhá. Là tổng là 6 triệu em đếm đi. Chờ tiền tí. Không cô này thì biết. Thiếu làm sao được. Được. Thiếu thì anh bù còn thừa phải cho anh. Đủ chưa? Đủ đấy. Đấy thì em cầm đi. Em giúp cậu. Cảm ơn cô Tâm, với cả chị Hạnh ở bên Mỹ. Cô Tâm cũng ở bên Mỹ nhá. Nhìn lên đây mà cảm ơn này. Cảm ơn mặt bàn à. Giúp cậu chị Hạnh, cô Tâm nhá. Đấy. Cũng tốt lúc gia đình. Làm mấy hôm nữa là làm xong cái sân này thì đến em chở vật liệu lên làm nhá. Láng lại cái nền cho nó sạch sẽ đảm bảo vào. Không nền nhà em cũng nền đất. Còn tiếp theo là phó thôn Giàng. Là cô Tâm cũng có gửi là 5 triệu. Và chị Hạnh ở bên Mỹ là cũng có gửi cho em là 500 nghìn. Tổng là 5 triệu 500. Đấy. Bây giờ anh gửi cho em đếm đi. Là cô Tâm là gửi 5 triệu để giúp em làm nền nhà đấy. Còn 500 nghìn kia là chị Hạnh gửi cho em riêng thôi. Chị thấy em cũng là cán bộ thôn, rất là nhiệt tình. Nên là chị gửi cho em 500 nghìn. Đếm đủ nhá. Đủ rồi anh. Đủ chưa? Đủ rồi. Chắc chắn chưa? Chắc chắn rồi. Lút túi đi. Không tí cô lấy đấy.
Đi rồi. À, bây giờ đến lượt em Phình. Phình này thì được các cô gửi rất là nhiều, nhiều cô lắm. Bây giờ anh phải xem lại. Đấy, có chị Kelly Nguyễn, chị ở bên Mỹ, là chị có gửi cho em là 1 triệu. Chị Hạnh là Mỹ Hạnh đấy, cũng ở bên Mỹ là gửi cho em 500.000. Còn cô Tâm ở Mỹ là gửi cho em 1 triệu. Đấy, anh Mốt đấy, Mốt Thời Trang đấy, là gửi cho em 500.000. Tổng là 3 triệu. Đấy, đây. Đếm lại của anh em. Sáng nay anh đi rút, anh cho từng cọc một rồi, nên là không thể nhầm được. Đủ chưa? Đủ rồi anh ạ. Đấy nhá. Vâng. Đấy là anh đã, các cô các bác đã gửi tiền cho các em thì anh đã đưa hết rồi nhá. Vâng. Không thiếu ai đâu nhá. Vâng. Còn em Giàng và em Cù là mấy hôm nữa là làm láng cái nền bê tông ở trong nhà em đấy nhá. Mấy hôm nữa làm thì bắt đầu trời khô thì chở vật liệu về làm luôn đi. Vâng, thì qua đây thì em cũng xin cảm ơn các cô các bác đã có cái tấm lòng quan tâm đấy. Em với lại cô với lại đồng chí Giàng phó thôn thì cũng cho em gửi lời cảm ơn tất cả các cô các bác luôn luôn có cái sức khỏe khỏe để với gia đình và hạnh phúc ạ. Rồi các cô toàn ở bên nước ngoài thôi. Vâng. Nhất là trưởng thôn này, các cô các bác toàn ở bên nước ngoài quan tâm nhiều. Vâng. Vâng, em cũng cảm ơn các cô các bác đã quan tâm đến gia đình em và đã giúp em để em làm cái nền nhà cho nó. Em này là cô Tâm đấy. Vâng. Cô Tâm. Chúc cô Tâm các gửi 5 triệu đấy. Cô các con chị Hạnh là gửi 500. Có sức khỏe để giàu với gia đình. Rồi. Cảm ơn ạ. Em muốn rất cảm ơn cả chị Hạnh nữa, là cô Tâm hỗ trợ nhà em làm được cái này nhà, thì em sẽ cố gắng làm xong cái này nhà cho nó sạch sẽ. Đấy, cố gắng làm sớm càng tốt nhá. Rồi bây giờ mấy chị em chưa đến à? Vẫn đến rồi, có một số cũng đến bên kia rồi anh ạ. Thế cố gắng mình chuyển cáp về xong là làm luôn cái sân đi. Vâng. Rồi còn hơn thế nữa thì cảm ơn cả anh Ước nhá. Vâng. Anh chắc cũng cạch chuẩn bị cạch chú rồi. Vâng. Cảm ơn anh nhá. Cảm ơn anh Ước. Đấy mấy hôm nữa tiến hành làm nhá. Vâng. Cho trời nó khô đảm bảo. Vâng. Chị à, tăng lên được có cái cần được đây này. Chị để tao on đúng rồi. À đây thanh niên này lúc đấy chở xi đây. Rất nhiệt tình. Đây anh biếu chú 50. Chị cảm ơn nhá. Uống nước nhá. Em này chở xi được đấy. Mỗi chuyến 3 bao. Đấy là tiền cá nhân anh cho nhá. Cảm ơn nhá. Cho 50 thôi, không có nhiều đâu. Cảm ơn nhá. Cho uống nước rồi. Tí mua nước xăng thôi. Đúng rồi. Đủ bơm xăng rồi. Cảm ơn nhá. Định cho nhiều nhưng mà cũng không có tiền rồi. Đấy là hết tiền rồi. Tiếp tục đi chở cát à? Đấy anh em đi chở đi. Đi 3 bao cả. Có nặng quá không? Cái dốc kia còn trơn không? Bây giờ đi đường đấy. Sáng nay chắc chỉ chở được vật liệu thôi. Chiều mới đổ được. Trời bắt đầu nó khô rồi. Nhưng mà sợ chứ chiều nó lại mưa thì lại chở được cát thì tốt rồi. Chở được cát nếu mà xong sớm thì san luôn cái sân, hoặc là chiều chỉ việc đổ thôi. Vẫn còn nhiều lắm. Ui, cẩn thận. Rách rồi. Biết thế hôm nay cho Trung kia chở lên thì cho mấy cái bao xi dưới nhà Trung đầy mà. Bao xi măng này để lên đong cát để mà chở lên đây này. Không, cái bao này nó giòn lắm, nó rách hết rồi. Thủng hết rồi. Đều quá giờ. Đây ra một nước tiêu công an.
cầm xe thôi. Rồi. Xe còn xăng không? Còn ạ. Không còn thì đi ra đổ ngoài ngã ba này. Dây co kìa cô ơi. Đó. Dây co kìa. Đây anh buộc vào đây. Vắt vào. Cuốn vào bánh xe. Nấu cơm rồi à? Ê, thịt gì đấy? Thịt lợn à? Sao lại thui này? À, đốt cái lông của nó à? Cho cháy cái lông ấy. Nhé, cạo sạch vào. Đấy, rau bí đây. Làm mấy món đấy? Thịt lợn này với cái gì? Cà chua. Cà chua làm chưa? Cà chua với cái gì? Em không biết còn có gì đâu. Nấu cà chua không à? Cà chua. Cà chua với thịt à? Với thịt nữa. Đi lên mua gà cho. Thịt gà nữa cả. Không. Mua về chưa? Thế tí mua về gà luộc cũng được. Chắc 2 mâm thôi, 3 mâm thôi. Sáng nay ít người rồi. Đấy, đây là món su su xào. Thái to này cả, chú. Ừ, làm miếng to. Đấy, su su xào miếng to đùng này. Ừ. Xào với thịt lợn à? Cái này thịt lợn cùng nhau là khác á. Xong được một nửa chưa? Khoảng ba mấy chuyến nữa. Có em mấy này đi được ba bao? Em tên là gì anh quên mất rồi. Và bình phả. Không em. Phả. Phả. Tỏa tỏa. Ừ. À, đây tỏa. Tỏa hương thơm đấy đúng không? Nhiều tỏa quá nhiều trong thôn đấy. Bây giờ đếm sơ qua là có 3 tỏa ở đây rồi. Nét hơn. Tỏa nét à? Tỏa xít à. Thường tỏa đều. Nét hơn đấy. Đi lúc nào đi người ta. Được. Hơn người ta luôn. Được, đồng chí tỏa này là được đấy. Chở được 3 bao xi thì sáng giờ nóng quá cởi áo rồi. Hôm qua say rượu quá rồi. Lại say rượu rồi. Chưa hôm qua rồi. Hôm nay là tỉnh rồi phải không? Chưa tỉnh đâu. Vẫn còn vừa nôn à? Nôn thì không nôn à, sáng nôn này. Nôn nhưng mà nó khá rồi. Cứ tưởng là bây giờ vẫn còn vừa nôn. Cố lên, cố lên. Anh em sắp xong rồi. Dây co nhá, cố nhá. Sắp xong rồi, cố lên. Một tí nữa thôi. Chú đang đánh tường ấy. Đánh bằng giấy giáp. Dưới này là đánh hết rồi, mịn hết rồi. Đánh được mịn thì sau này lăn sơn lên nó mịn hơn, đẹp hơn.
khẩu trang vào chú ạ. Bụi lắm. Chiều bảo Phình đi mua 2-3 cái khẩu trang vào. Mua về lúc nào mai mà đánh thì đeo khẩu trang vào cơ. Hết chưa cô ơi? Hết rồi anh ạ. Muộn lắm rồi đấy. Bây giờ chắc là 1 giờ rồi. Xem đồng hồ xem là mấy giờ rồi. Đấy, 13:04 rồi. Một giờ 4 phút rồi. Xong là ăn cơm thôi. Đói chưa anh Vân? Ngày không ăn không uống không đói đâu ạ. Cả ngày không ăn không uống cũng không đói. Anh siêu nhân à? Anh cũng dạo này cũng biết nói phét đấy nhỉ. Quần áo bẩn hết rồi. Các chị em là đi về rồi. Đấy, về sang nhà Phành ăn cơm đấy. Xong hết rồi, xong xuôi rồi. Cẩn thận nhá, dây co cuốn vào bánh nhá. Đây, để luôn đây đi. Phanh ra đây anh bảo nhá. Chiều đủ được không? Chiều mấy chị em lên làm với lại cũng không có người chắc em nào. Cũng xăng bằng bằng thôi, may anh rể xăng độ hộ cho. Ờ, thế chiều là em san cái này thấp xuống nhá. Em bảo là xong là chiều... bắt đầu đánh tường đi. Vâng, em bảo anh rể sang độ hộ nhưng mà em bảo là chiều nay có khách nên là anh rể cũng không sang được. Ờ rồi. Hay là tí là xong là phó thôn với lại mấy anh em thì cũng đi làm hết rồi, mấy chị em thì cũng đi làm. Thế thì chiều em ở nhà em san. Vâng. Có người nào giúp thì càng tốt. Vâng vâng. Là san hết cái này xuống nhá, cả vâng. Bên này nhá. Vâng. San nó thấp xuống tí. Không mai sau này mưa to là nó lại chảy ngược vào bên nhà đấy nhá. Đây phải sang chứ. Xong là nếu mà san xong thì em đánh tường đi. Vâng. Để lúc nào đổ sân xong là lấy sơn về sơn luôn. Vâng. Xong để thanh toán cho em chung. Vâng. Xong thừa thiếu bao nhiêu, nếu mà thừa thì làm tiếp chuồng lợn. Vâng, vâng. Còn thiếu đâu thì em bù. Vâng. Đấy. Thống nhất thế nhá. Vâng. Bởi vì chị Hạnh là cũng nói thế. Cái này thì cái đánh tiền này thì chắc chỉ trong vòng một ngày thôi. Anh cũng chưa là biết là cộng bao vào bao nhiêu đâu mà. Mai thì bây giờ có bao nhiêu thì em ghi vào hết rồi phải không? Em ghi hết rồi. Trung cũng ghi vào rồi, bao nhiêu cát xi. Em ghi hết rồi mà. Đấy, mấy chuyến ghi hết rồi. Đây, các chị đến đây rồi. Rửa chân tay đang chuẩn bị ăn cơm. Chim của Phành này có biết hót đâu. Cứ toàn phá lồng thôi mà. Đã thấy hót bao giờ? Nước yếu quá không xịt được. Rửa cái yên nó kìa. Yên xe. Anh cơm thì sáng, sáng ngồi đây đây. Ngăn ra được mà. Đây, em ngồi đây luôn. Đấy. Đấy.
rộng mà bốn mâm tao hồ ngồi mà cô ngồi đây luôn, lùi cái nồi cơm này ra đấy, xong rồi cháu mời chú ăn cơm, mời các anh ăn cơm, mời mấy anh em ăn cơm. Đây cô, đây anh có rồi. Anh sang. Ăn cơm đi. Đấy, mời các cô các bác ăn cơm. Ăn cơm đi. Mời các cô các bác gia đình thành cơm nhé. Đây anh em ngồi uống nước đây này. Trời lại sắp mưa rồi. Mấy hôm nay cứ mưa liên tục nhờ. Nay mình chở hết vật liệu. Thế chiều nhá, em san đi nhá. San thật bằng vào nhá. San từ góc kia ra đến đây san thật bằng vào. Vâng. Mai chỉ đủ một lớp mỏng mỏng thôi. Vâng. Xong là bây giờ chắc anh cũng phải đi về đây. Anh về luôn à? Ờ. Để còn bây giờ này, mấy hôm nay mưa là cũng không lên được. Thì mấy hôm nữa nếu mà trời nắng nhá, thì lên em sẽ gọi cho bà con ở trên cái đỉnh Khâu Miền đấy. Vâng, vâng. Là bây giờ anh đã, các cô, các bác đã quyên góp được 19 bộ đèn năng lượng rồi. Vâng. Thì hôm nào nếu mà trời nắng thì cả em với cả phó thôn phải đi cùng anh. Vâng, vâng, vâng. Đấy xong là gọi bà con ở trên đấy xuống một chỗ nào tập trung để nhận mỗi người một bộ đấy về. Vâng. Đường hôm nào em thử thống kê xem chính xác là còn bao nhiêu hộ nhá. Là vâng. Ở trong thôn này là chưa có điện. Vẫn bên trên kia thì hôm trước là trên đội 3 của phó thôn ấy là còn 17 hộ. Về cái hôm tối mà về cái hôm mà mình đi lắc kia về thì em về xem lại hai đội ở dưới này là vẫn còn nhiều nhà nó vẫn còn chưa có điện. Khoảng hơn 20 không? Nó phải hơn 20 anh ạ. Thế bây giờ có được 19 bộ thôi. Vâng. Nếu mà có gì thì anh sẽ liên hệ lại sau. Vâng. Bây giờ các cô các bác giúp được 19 bộ thì cứ lắp trước 19 bộ kia đã. Vâng. Xong vâng. Còn những nhà nào mà không có thì em liệt kê danh sách sau cho anh vâng, nhá. Vâng vâng vâng. Thì sau này nếu mà có cô bác nào giúp thì anh lại chuyển lên tiếp cho. Vâng vâng. Bây giờ anh đi về đây. Vâng vâng, anh về. Không tính mưa đấy nhá. Cũng cảm ơn anh nhá. Ờ vâng. Chiều nhớ san nhá. Vâng. Anh về đây. Chào anh. Chào, xin chào cả nhà. Không về tí sợ lại mưa đây, mây đen này. Đã bắt đầu trời đen xì vào rồi. May mà em còn chở được cả xi cả cát về đến nhà đấy. Thế chiều không biết là còn ai hộ không? Ai giúp không? Chiều thì chắc là còn em với lại chú thôi. Nhân đây rồi. Thế cố gắng san nhá. San được thì lấy giấy giáp đánh tường luôn nhá. Vâng. Em ơi cái này thì cũng sang nhanh thôi. Ờ, à, đẩy nhanh khẩn trương tí. Vâng, còn chú Vân với... Còn sau này còn phải lên nhà em Lân nữa. Em gọi điện cho Lân bảo là đào nền nhà đi. Vừa nãy em gặp trực tiếp mẹ mà. Kích thước thì gọi điện cho nó. À, cái này nếu mà mình là... Cái này đúng ra cái nhà của nó cứ đào 10 mét 4, đi. 4 với 5... 10 4, mét, 5 mét. À, 4 với 8 rồi thì cho 5 với 10. Ừ. 5 với 10. Đấy bảo nó đào trước đi cũng được nhá. Vâng vâng vâng. Không thì bây giờ anh chạy lên đấy thì cũng không được. Với lại thì Lân nó không biết nghe tiếng phổ thông nên là khó lắm. Vâng. Thì em cứ chủ động điện cho. Vâng vâng. Anh đi về đây nhà nhá. Tòa vâng. Đi về đây. Rồi. Chào anh nhé. Ờ. Chào anh nhá. Xin chào. Vâng, chào anh nhá. Đấy thôi bây giờ mình cũng xin tạm dừng video tại đây. Hẹn quý cô bác ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Về sớm không lại sợ mưa.